Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Westminster, Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn quay lại cái chương trình về bầu cử tại Hoa Kỳ cũng như là những biến động trên thế giới liên quan tới một thứ vũ khí mới mà tôi cho rằng rất nguy hiểm, đó là đại dịch. Quý vị, chúng ta còn khoảng 4 tháng mấy nữa sẽ tới cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Và giống như tôi đã từng nói với quý vị trong những cái bài nói trước đây là quý vị, Đảng Dân Chủ vẫn sử dụng những cái bất ổn xã hội để chiếm lợi thế trong tất cả các cuộc bầu cử. Và cứ mỗi lần có xảy ra biến động thì họ lại giành chiến thắng. Do đó thì họ dùng đủ mọi cách để mà kích động xã hội, gây ra tình trạng bất ổn để chiếm lợi về mặt bầu cử. Và nó đã từng xảy ra năm 2020. Và điều này cũng đã dẫn tới tình trạng mà quý vị, họ bế tắc bởi vì năm nay gần như là họ kích động kiểu nào cũng không thành công. Quý vị còn nhớ là năm 2020, hai biến cố xảy ra khiến cho ông Trump bị thất cử và mà Đảng Cộng Hòa mất luôn quyền kiểm soát tại sàn Thượng viện. Năm đó, quý vị, thứ nhất là cái đại dịch bùng nổ và thứ hai là quý vị, sự bất ổn xã hội liên quan tới cái chết của George Floyd. Khi hai vấn đề này xảy ra, bùng nổ tại xã hội Hoa Kỳ, thì quý vị, kết quả Đảng Cộng Hòa mất quyền đa số tại Thượng viện và đồng thời là họ mất luôn quyền hành pháp. Quý vị, đây là một trong những cái hậu quả mới nhất của năm 2020. Và bây giờ 2024, họ quay trở lại với điều này. Tuy nhiên, dường như là cái vấn đề kích động bất ổn xã hội đã không thành công. Thứ nhất là quý vị, họ không gọi là kích động nổi cái vấn đề gọi là phân biệt kỳ thị trắng và đen. Thứ hai là họ cũng không kích động nổi về cái tình trạng gọi là chiến tranh, tức là cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Thì họ đã kích động rất nhiều, nhất là đám anti-war, tức là cái đám mà gọi là chống chiến tranh, phản chiến, cũng đã kích động rất là nhiều, cũng không thành công. Và quý vị, bây giờ thì họ đang lâm vào tình trạng lúng túng, không biết làm cách nào để có những cái cuộc gọi là bất ổn xã hội tại Hoa Kỳ trong mùa hè năm nay, để có thể giành chiến thắng trước cái nguy cơ họ không những là mất ghế hành pháp, mà mất luôn cả cái quyền đa số tại Quốc hội. Và quý vị, trong một cái bài phỏng vấn mới nhất thì ông McCormick trước đây là một bác sĩ và bây giờ ông là dân biểu của Quốc hội và ông nói rằng pandemic sẽ trở thành một cái thứ vũ khí cho cái trò chơi quyền lực, quý vị. Đây là lời phát biểu của ông trong cái đài truyền hình Newsmax TV, là pandemic đã trở thành sử dụng một cái thứ vũ khí ở trong cái cuộc chiến về quyền lực. Và trong đó thì ông nhắc lại cái đại dịch năm 2020 và cái quyền lực của ông Dr. Fauci. Tuy nhiên ở đây thì tôi không nói về cá nhân ông Dr. Fauci, mà tôi đang nói về một cái thứ vũ khí mới mà thế giới phải đối diện và các cái chính phủ cũng như các cái đảng cầm quyền sẽ phải đối diện khi mà một bên bắt đầu tìm cách gọi là làm lớn vụ này. Quý vị, năm 2020 nó bắt nguồn từ Trung Quốc và cuối cùng đại dịch lan tràn ra khắp nơi trên thế giới. Kết quả là gì quý vị? Kết quả là hàng triệu người đã bị thiệt mạng vì cái con coronavirus. Coronavirus là một thứ vi khuẩn và nó được biến thể từ cái dịch bệnh SARS của năm 2003. Và nhiều người thì cho rằng nó xuất phát từ phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán, nơi được xem đang tìm cách nghiên cứu vaccine để chống lại dịch bệnh SARS. Thì bất ngờ nó xảy ra một cái biến cố nào đó ở trong cái phòng nghiên cứu sinh học này. Và cái loài dơi là cái loài được thử nghiệm, cái loại vi khuẩn này, nó biến thể trong người của loài dơi và nó có thể lây lan qua con người. Kết quả thì quý vị, đại dịch bùng nổ. Cho tới ngày hôm nay, tất cả những cái gì mà chúng ta nhận định đều là giả thuyết. Không có một bằng chứng nào cho thấy là rõ rét là nó xuất phát từ đây hết. Tuy nhiên thì quý vị, từ cái câu chuyện này, chúng ta thấy rõ ràng là họ đã bắt đầu sử dụng cái vũ khí sinh học. Tôi gọi đây là một cái thứ vũ khí sinh học để mà có thể dùng nó để uy hiếp nước khác, hoặc là dùng nó để gây bất ổn ở một quốc gia khác, hay dùng nó để xây dựng quyền lực cho mình nếu một khi mà có những cái tình trạng bùng nổ này. Quý vị, trong lời của ông McCormick cho biết thì
ông nói rất là hay. Ông nói rằng là khi mà có đại dịch hay là khi mà vấn đề khẩn cấp về môi trường thì chúng tôi có đầy đủ lý do để có thể tước đi cái quyền tự do của quý vị và lấy tiền trong túi từ quý vị. Đây là một trong những gì mà ông đã lên tiếng và ông nói rằng bất kể, rồi quý vị, đây là cái lời phát biểu của ông. Và trong cái lời phát biểu này tôi nghĩ rằng nó đang trở thành một cái thứ vũ khí rất nguy hiểm quý vị. Các chính phủ có cái quyền tranh đấu về chống lại đại dịch và nó có thể là vấn đề khí hậu toàn cầu hoặc là một đại dịch, và họ nói rằng đây là trường hợp khẩn cấp và chúng tôi cần phải lấy tiền của quý vị và chúng tôi phải kiểm soát cuộc sống của quý vị. Đó là cái những gì mà ông McCormick đã đưa ra quý vị. Đây chính là một trong những cái điều mà tôi đang muốn nói tới. Có nghĩa là bắt đầu từ năm 2020, tức là cái biến cố của cuộc bầu cử năm 2020, đại dịch bùng nổ, thì bắt đầu quý vị, cái nhóm khuynh tả bắt đầu nghĩ tới việc chúng ta có một thứ vũ khí mới có thể dùng được. Trước đây tôi đã từng nói quý vị là nhóm đảng Dân Chủ chuyên môn kích động xã hội, gây bất ổn xã hội mỗi khi có bầu cử để họ giành được quyền chiến thắng. Và quý vị, cái món vũ khí này gần như là sau cái năm 2020 nó đã đạt được mục tiêu. Nhưng để đạt được mục tiêu thì nó cũng đi tới tình trạng phá sản. Và quý vị trông thấy trong 4 năm qua gần như là không có những cái cuộc biểu tình lớn mang tính chất là bùng nổ cả xã hội. Nhóm mà ủng hộ cho Palestine đã cố gắng kích động chuyện này ở trên ít nhất là 30 trường đại học. Nhưng mà dân chúng Mỹ đều không quan tâm. Dân chúng Mỹ đều không quan tâm tới cái vấn đề của Palestine hay là của Do Thái. Thì cho thấy rằng là quý vị, việc mà kích động sử dụng chiến tranh là một cái thứ vũ khí giống như đa phong trào phản chiến của thập niên 60-70. Nó đã không còn ảnh hưởng nữa. Nó đã không còn ảnh hưởng trong xã hội Hoa Kỳ nữa. Và cái vấn đề gọi là kích động kỳ thị trắng đen cũng không còn ảnh hưởng. Quý vị thấy bây giờ không còn ai nhắc tới vấn đề gọi là phân biệt đối xử hay phân biệt chủng tộc nữa. Tại vì mọi người đã nhìn ra, nhờ một phần là sau mấy năm ông Trump cầm quyền, tất cả mọi sự thật đã được phơi bày. Thứ hai là sự phát triển của social media, nhiều quan điểm các khác nhau, nhiều góc nhìn khác nhau đã được phơi bày trên mạng xã hội. Và người dân bắt đầu không bị định hướng bởi các công ty truyền thông, không bị định hướng bởi các chính trị gia. Họ bắt đầu có cái nhận định riêng của họ dựa trên những cái thông tin mà họ sàng lọc được trên mạng xã hội, để họ có một cái nhìn rộng rãi hơn, một cái nhìn đa chiều hơn. Và điều này khiến cho các công ty truyền thông, những kẻ sống bằng nghề kích động đám đông, đã không còn chỗ sợ, không còn chỗ đứng nữa. Do đó quý vị, cả năm nay họ tìm đủ mọi cách nhưng mà vẫn không thành công, giống như tôi nói. Tuy nhiên, còn một thứ vũ khí mà có thể sẽ khiến cho chúng ta khó đỡ hơn. Đó tôi gọi là vũ khí sinh học. Là bởi vì đại dịch nếu nó bắt nguồn từ thiên nhiên, thì tất cả mọi người chung lưng chống dịch. Nhưng nếu nó là một cái hành động có chủ ý thì sao? Nó sẽ trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm và không ai chống đỡ nổi. Và những ai đầu tư vào cái ngành vũ khí này, quý vị, hầu hết là thành phần tinh hoa của lực lượng khuynh tả. Quý vị, nhiều năm nay Bill Gates, tức là một trong những biểu tượng tinh hoa của khuynh tả, đã đầu tư rất nhiều ở Phi Châu để nghiên cứu về tất cả những cái vaccine, nghiên cứu về tất cả những cái bệnh dịch. Thì quý vị, các phòng nghiên cứu của Bill Gates nằm ở Phi Châu là cái nơi rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà nó bị xì ra hay là nó bị giống như từng tình trạng của Vũ Hán, thì quý vị, nó sẽ lây lan ra cả thế giới. Nó sẽ lây lan ra cả thế giới. Và nhiều năm nay, những tay tinh hoa, gọi là những tay trí thức tinh hoa của Hoa Kỳ, đã đầu tư rất nhiều về lĩnh vực mà họ nhân danh là sức khỏe công cộng, tức là public health, tức là họ nhân danh cái vấn đề sức khỏe công cộng, để bắt đầu nghiên cứu những cái vaccine để mà chống lại tất cả những cái loại vi khuẩn. Tuy nhiên quý vị, vi khuẩn thì chưa biết được bao nhiêu, nhưng mà các cái cuộc nghiên cứu này gần như là nó tạo ra những cái biến thể của vaccine, của vi khuẩn nhiều hơn. Nó tạo ra những cái biến thể, và những cái biến thể này đã gây nguy hiểm cho con người. Bắt đầu từ cái đại dịch của coronavirus. Và vừa rồi thì quý vị thấy là cái dịch cúm gà. Dịch cúm gà xưa nay là nằm trong cái loài lông, cô lông, tức là loài chim hay là gà thôi. Thì quý vị, bây giờ một hai trường hợp nó được phát hiện lây lan qua con người. Mặc dù đang được kiểm soát và được theo dõi chặt chẽ, nhưng những cái tin tức này đưa ra đã cho chúng ta thấy một cái góc nhìn khác. Khi mà các cuộc nghiên cứu y học này
trở thành một thứ vũ khí, một thứ vũ khí tấn công một quốc gia khác, hay là một thứ vũ khí để mà triệt hạ một đối thủ chính trị, nó trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm. Bởi vì vũ khí này nó mang tính chất tàn sát con người rất là lớn. Nó mang tính chất gọi là gây tử vong cho con người rất là lớn, và nó không có kẻ nào chịu trách nhiệm hết. Quý vị, đây là một cái thứ vũ khí rất, tôi nói là rất nguy hiểm. Đến lúc mà chúng ta phát hiện được, bây giờ tôi lấy một ví dụ, nếu như chúng ta xác định được đi, cứ assume là chúng ta xác định được là cái đại dịch coronavirus chính thức là nó được xuất phát từ phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán của Trung Quốc. Cứ assume là như vậy đi, mặc dù bây giờ chúng ta không có bằng chứng. Thì quý vị, khi mà phát hiện ra thì cùng lắm chính quyền Trung Quốc đứng ra nhận trách nhiệm thôi, chứ cũng không có một cái bồi thường, không có một cái không có một cái gì gọi là trừng phạt Trung Quốc cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, những kẻ mà tạo ra con coronavirus này đó, thì nói ô cái này là do cái tai nạn về khoa học, tai nạn về nghiên cứu, chứ không có ai muốn hết. Thì quý vị, những kẻ đẻ ra những cái loại vi khuẩn mới này, họ sẽ biện minh vấn đề là nghiên cứu để họ có thể đổ trách nhiệm hết. Và không có một ai chịu trách nhiệm cả. Tức là không có một kẻ chính thức, thủ phạm chính thức nào cả. Họ sẽ đổ thừa cho vấn đề nghiên cứu về khoa học có những cái sai lạc, có những cái lỗi lầm hay là có những cái sơ suất. Rồi tất cả đều xí xóa hết. Nếu như bây giờ chúng ta có phát hiện được cái con coronavirus từ phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán, thì cùng lắm các bác sĩ của Trung Quốc lên tiếng nói rằng ô, cái này là sơ suất về y học, sơ suất về vấn đề điều hành, bla 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 bla. Thì cùng lắm các chính phủ lại phải đưa ra một cái hành lang pháp lý để làm cách nào kiểm soát lại sự sơ suất này thôi. Nhưng mà quý vị, sự sơ suất này nếu nó có chủ ý thì sao? Tức là không có kẻ nào chịu trách nhiệm chính thức cho vấn đề này cả. Chính vì vậy tôi nói nó trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Khi mà những chính quyền độc ác như là Trung Quốc, nó có thể làm bất cứ điều gì. Nó có thể sử dụng khi mà nó cảm thấy bị thiệt thòi. Đó quý vị thấy, ai cũng assume, ai cũng nói rằng cái đại dịch năm 2020 họ đều nghi ngờ Trung Quốc có chủ ý, là bởi vì lúc đó quý vị, họ bị ông Trump ép trong cái cuộc chiến mậu dịch, và họ phá thế ép của ông Trump bằng cái việc để cho đại dịch này bùng nổ. Đây là cái mà tôi nói là cái giả thuyết, một cái thuyết âm mưu mà nhiều người đã nhắc tới rất là nhiều. Tức là cái đại dịch này không những là nó phá đi cái thế của ông Trump, ép được Trung Quốc. Khi đó quý vị nhớ là ngày 15 tây tháng 1 năm 2020, Cộng sản Trung Quốc đã phải ngồi xuống ký cái hiệp ước Phase One về mậu dịch với ông Trump. Thì ngày 23 tây cùng một tháng đó thôi, tức là một tuần lễ sau đó thôi, thì thành phố Vũ Hán tuyên bố là cô lập, phong tỏa. Tới ngày 30 tây thì lúc đó ông giám đốc của cái gọi là Tổ chức Y tế Thế giới mới tuyên bố đại dịch toàn cầu. Và ngày 31 tây thì ông Trump mới cấm cửa tất cả những cái chuyến bay từ Trung Quốc. Nhưng mà cái đại dịch này nó đã bùng nổ từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 ở tại Trung Quốc. Nhưng mà mãi tới ngày 30 tây tháng Giêng thì ông Tedros, tức là ông là giám đốc điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới, mới quyết định đây là đại dịch trên toàn cầu. Quý vị, hai tháng đó bao nhiêu công dân Trung Quốc bay ra bên ngoài, và cuối cùng đại dịch đã lây lan khắp nơi. Thì bây giờ tôi đặt lại, bây giờ quý vị, ai sẽ là kẻ chịu trách nhiệm cho hàng triệu người chết này? Không có. Cho tới giờ phút này chúng ta không có người nào chịu trách nhiệm cả. Chỉ trong vòng có một năm thôi, hàng triệu người chết, nó còn kinh khủng hơn bất kỳ một cuộc chiến nào trên thế giới hết. Nó còn kinh khủng hơn nữa quý vị. Và bây giờ nếu như mà các cái cuộc nghiên cứu sinh học này mà tiếp tục có những cái sơ suất đó, tôi gọi là sơ suất nha, sơ suất trong ngoặc kép, thì chuyện gì xảy ra quý vị? Nhất là những cái mùa bầu cử, như mùa bầu cử tại Hoa Kỳ. Đó, đó quý vị thấy manh nha, trước đó vài tháng là nó nói rằng là dịch cúm gà đã có nguy cơ lây lan vào con người. Tự nhiên mấy năm nó không sao hết. Mấy năm nó chỉ lây, năm nào nó cũng xảy ra ở Á Châu, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, vân vân. Năm nào dịch cúm gà cũng bùng nổ ở các quốc gia Á Châu hết. Nhưng nó chỉ thuần túy là giữa cái loài gà thôi, hay là loài có chia, loài có lông thôi. Tự nhiên năm nay
nó bắt đầu lây lan qua con người. Và đặc biệt nhất quý vị là một công nhân của một cái trại nuôi sữa bò thì lại bị lây lan cái bệnh dịch cúm gà, chứ không phải công nhân nằm trong cái ngành chăn nuôi gà. Thì quý vị, chúng ta đã thấy được những cái bất bình thường ở trong những cái tin tức này rồi. Có nghĩa là quý vị, nó manh nha sẽ tung ra một cái gì đó chưa biết được, và nó trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm. Thứ nhất là quý vị, một quốc gia giống như Trung Quốc khi mà họ bị ép thì họ không ngại ngùng dùng tất cả những cái trò này để mà gây nguy hiểm cho thế giới nhằm kiếm con đường thoát cho chế độ cai trị. Tức là nó trở thành một thứ vũ khí của Cộng sản Trung Quốc nói riêng, hay là thế giới độc tài toàn trị nói chung. Nó có thể sử dụng các cuộc nghiên cứu về virus, về sinh học này để nó tạo ra một cái đại dịch nhằm nó thoát ra khỏi cái bế tắc, hay là đang thoát ra khỏi cái cơn khủng hoảng, hay tìm cách để kiếm con đường thoát cho chế độ của mình và duy trì cái sự cai trị chế độ của mình. Thì các vị, thứ nhất nó trở thành một cái thứ vũ khí rất nguy hiểm cho những chế độ độc tài toàn trị và cộng sản, có thể sử dụng trở thành một cái thứ vũ khí vô hình, có thể khiến cho nhiều người chết mà nó không cần chịu trách nhiệm. Thứ nhất. Thứ hai là gần như là nó khiến cho cục diện thế giới sẽ phải thay đổi rất là nhiều. Sẽ phải thay đổi rất là nhiều. Đó là phần thứ nhất, là tôi nói là nó là một thứ vũ khí nguy hiểm. Thứ hai quý vị, là nó sẽ sử dụng đại dịch như một chiêu trò chính trị để nó tước đi tất cả quyền tự do con người. Và nó bắt quý vị phải tốn thêm tiền rất là nhiều. Tốn tiền thì mình không nói đi, tiền mất rồi thì kiếm lại được. Nhưng mà chúng ta mất quyền tự do. Khi nó nhân danh đại dịch, nó nhân danh sự lây lan của đại dịch, nó đặt ra tất cả những cái quy tắc để mà siết chặt lại hết, quý vị mất quyền tự do. Quý vị mất quyền tự do, thậm chí quý vị thấy cái đại dịch vừa rồi năm 2020 không? Quý vị nhìn ở California thôi là chúng ta thấy một cách vô lý vô cùng. Nó mượn danh đại dịch của năm 2020, nhà tù không còn chỗ chứa, lây lan quá nhiều, nó cho tù nhân ra khỏi tù. Gavin Newsom ký đó, cho tù nhân ra khỏi tù, kết quả là homeless tràn lan và tội ác tràn lan. Bởi vì những tên tội phạm được được xem là bất bạo động, tức là những cái tội nào mà không liên can tới bạo động thì được trả tự do để giải tỏa bớt nhà tù. Kết quả thì quý vị, các cộng đồng phải đối diện với tình trạng tội ác gia tăng trong cộng đồng, cướp bóc rồi trộm nhà vân vân, và tình trạng homeless tràn lan cả ở California. Thứ hai là quý vị, các cơ sở thương mại đều phải đóng cửa. Quý vị nhớ lúc đó các nhà hàng được lệnh phải đóng cửa, các cái công ty được lệnh phải đóng cửa, tới mức mà Elon Musk còn đứng trước cửa của công ty mình kêu công nhân làm việc sẵn sàng đưa tay vào cổng. Và kết quả thì Elon Musk đã đóng cửa cái headquarter ở California, dời qua Texas. Là bởi vì quý vị, họ nhân danh đại dịch, họ sẵn sàng trả tự do cho tù nhân ra khỏi nhà tù. Nhưng mà quý vị, họ lại bắt tất cả các nhà hàng, các công ty phải đóng cửa hết. Bởi vì đại dịch. Bởi vì đại dịch. Thì quý vị, đây là cái lý do không ai có thể cản được cả. Và cứ mỗi lần có đại dịch, nó lại áp đặt một cái luật mới. Nó lại áp đặt một cái luật mới, dần dần cái tự do của mình bị trói buộc lại hết. Thì quý vị, đây là một trong những cái thứ vũ khí mà tôi nói là rất nguy hiểm. Đây là một cái thứ vũ khí rất nguy hiểm khi các chính quyền nó sử dụng cái đại dịch và sức khỏe công cộng của con người để nó biến thành một cái thứ pháp lý để trói buộc và trói tất cả quyền của con người lại. Tương tự như vậy quý vị, bây giờ nó nhân danh môi trường, nó đã tước đi cái quyền chọn lựa của quý vị. California đó, Gavin Newsom ký đó, năm 2032 cho tới năm 2035, California sẽ không cho phép bất kỳ một người dân nào được làm chủ xe xăng hết. Tất cả phải chạy bằng xe bằng điện. Quý vị, nó nhân danh môi trường để nó siết chặt cái sự chọn lựa của người khác. Và kết quả thì đó, quý vị thấy California đã ban luật rồi đó, đã ký thành luật rồi đó. Thì quý vị, nó trở thành một cái thứ vũ khí rất lợi hại ở trong tay các chế độ cai trị. Nó sử dụng cái sức khỏe công cộng con người, nó sử dụng cái nhân danh về môi trường, nó biến thành một thứ vũ khí chính trị. Nó nhân danh điều đó và nó cướp đi tất cả quyền tự do của quý vị. Và dần dần quý vị, quyền lực tập trung vào chính phủ hết. Quyền lực sẽ tập trung vào chính phủ. Và đây là cách mà Cộng sản đã làm.
Có điều cộng sản nó bự hơn, nó dùng bạo lực và vũ lực. Nó dùng bạo lực và vũ lực, tức là nó dùng súng đạn, nhà tù, tra tấn, tống giam để nó uy hiếp người dân. Thì bây giờ những chính quyền cánh tả và chạy theo môi trường và những cái này quý vị, nó sẽ không có giống như cộng sản, nó tinh vi hơn cộng sản. Nó nhân danh những điều tốt đẹp là sức khỏe an toàn công cộng. Nó nhân danh điều này để nó siết chặt tất cả những cái quyền tự do của con người. Quý vị thấy rất rất là tức cười. Rất là tức cười. Quý vị, trong cái giai đoạn mà xảy ra cái tình trạng đại dịch, có nhiều người không chịu chích vaccine. Thì quý vị, trước cái giai đoạn đó thì những người mà ủng hộ cho quyền phá thai, họ dùng cái câu slogan, tức là câu khẩu hiệu My body, my choice. Thân thể của tôi do tôi tự chọn. Tức là những người mà ủng hộ phá thai đó, thì họ nói rằng, ê, nằm trong cơ thể của tôi có quyền chọn lựa chứ, đúng không? Thì quý vị, tới lúc mà xảy ra đại dịch, những người không chích vaccine, họ cũng nói, hey, my body, my choice. Thì nó chửi người ta, và nói là người ta chống lại sức khỏe công cộng. Và sẵn sàng có những cái biện pháp trừng phạt. Quý vị thấy rất nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị chính quyền Joe Biden trừng phạt, là sa thải họ ra khỏi quân ngũ khi họ từ chối chích vaccine. Họ cũng nói đó, my body, my choice. Thì cuối cùng họ bị trừng phạt. Quý vị, đây là cái cách mà cái đám dân chủ và cái đám gọi là tham lam quyền lực, mà đa số là đám cánh tả, nó muốn duy trì quyền lực một cách lâu dài giống như cộng sản. Do đó quý vị, nó sẽ nhân danh tất cả những cái tiêu chuẩn về cộng đồng, nó sẽ nhân danh tất cả về sức khỏe công cộng để nó trói buộc tất cả quyền tự do của quý vị. Quyền tự do đi lại, quyền tự do chọn lựa những cái món vật mình mua, quyền tự do được thoải mái với cái cơ thể của mình. Nó sẽ trói buộc hết. Nó sẽ trói buộc hết. Và quý vị, đó là một cái thứ vũ khí rất lợi hại của những chế độ muốn giữ quyền lực và duy trì quyền lực. Họ sẵn sàng sử dụng cái này để tước bỏ cái quyền tự do con người. Và thứ hai, nó trở thành một cái thứ vũ khí rất lợi hại cho những quốc gia độc tài toàn trị cộng sản có thể sử dụng để gây nguy hiểm cho quốc gia khác. Nếu như mà họ nói rằng quốc gia khác gây nguy hiểm cho họ. Tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị, Trung Quốc đang gây hấn ở Biển Đông. Trung Quốc đang có những cái thái độ diều hâu ở Đài Loan. Tuy nhiên, họ không dám tấn công. Họ không dám tấn công là bởi vì Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đã có một cái sự liên kết chặt chẽ để kiềm chế, không để cho Trung Quốc làm ẩu. Quý vị, họ có thể sử dụng tới đại dịch để tàn phá xã hội của Đài Loan, để tàn phá xã hội của Philippines. Ai biết được? Ai biết được Trung Quốc sẽ làm điều này? Và cuối cùng quý vị, nó cũng là gì? Nó cũng là nó, ồ, cái này là đại dịch bùng nổ, chúng tôi không có kiểm soát được. Và kết quả quý vị, nếu mà có dí tới tận nơi tận chốn và phát hiện đầy đủ bằng chứng là từ ở Trung Quốc, thì nó lại nói là ồ, cái này là sơ xuất về khoa học, chứ không phải là có chủ ý, làm gì nhau. Trong khi đó quý vị, chúng ta phải đối diện với cái gì? Chúng ta đối diện với một cái tình trạng nguy hiểm là sức khỏe con người và cái sinh mạng con người trở thành mong manh hơn. Sinh mạng con người trở thành mong manh hơn trong tất cả những cái trò này, từ những cái cuộc bất ổn xã hội cho tới những cái đại dịch. Quý vị, lần lượt nó trở thành vũ khí chính trị. Vũ khí giành quyền lực chính trị và duy trì quyền lực chính trị. Và nó bắt đầu từ năm 2020. Từ đó tới bây giờ và trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ còn đối diện với bao nhiêu cái đại dịch? Quý vị nói tôi nghe, chúng ta sẽ còn đối diện với bao nhiêu cái đại dịch? Và mỗi một lần nó lại biến thể một cách nguy hiểm hơn. Đó, quý vị thấy cái đại dịch của SARS nó được kiểm soát năm 2003 đó, thì chỉ có ở Á Châu thôi, có lây qua Mỹ đâu. Rồi cái Ebola năm 2012, 14 thì quý vị, lúc đó có lây qua Mỹ thì cũng đã được kiểm soát kịp thời. Nhưng mà tới cái đã coronavirus thì nó ngoài tầm kiểm soát. Rồi bây giờ tới phiên dịch cúm gà lây lan qua con người. Rồi mai mốt là sẽ là cái gì nữa đây quý vị? Và rồi thì quý vị cứ tới mùa bầu cử, chúng ta lại phải đối diện với cái sinh mạng nguy hiểm của mình. Là không biết được là những kẻ cai trị hay là những kẻ có chủ ý tung ra những cái loại virus mới gì.
hay là lại sơ suất gì đó lại có những cái loại virus mới ra ngoài công chúng và gây nguy hiểm cho sinh mạng của công chúng. Quý vị, nó trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm. Nó đe dọa tới sự diệt vong của thế giới. Nếu chúng ta nói AI dẫn thế giới diệt vong thì nó là cũng một phần này. AI tức là trí tuệ nhân tạo, nó cũng có thể dẫn tới thế giới diệt vong. Thì quý vị, tại vì AI kiểm soát tất cả, thay thế con người, điều khiển tất cả cái guồng máy trong xã hội luôn. Từ các công ty vận hành, cho tới thủ tục giấy tờ, cho tới các cái hoạt động ở ngoài trời, đều sử dụng kỹ thuật của AI để điều khiển. Coi như là AI thay thế con người điều khiển tất cả cái guồng máy của xã hội, thậm chí của chính quyền. Thì quý vị cũng không loại trừ AI điều khiển luôn cả các loại vũ khí sinh học này. Lúc đó chúng ta làm sao? Lúc đó chúng ta sẽ làm sao đây? Quý vị, sự nguy hiểm bởi vì chúng ta không có một cái biện pháp trừng phạt nào khi xảy ra biến cố. Chính vì vậy, các quốc gia đua nhau nghiên cứu sinh học, đua nhau làm giống như Trung Quốc. Bây giờ mới chỉ là Trung Quốc thôi. Bây giờ quý vị tưởng tượng như những đám Hồi giáo cực đoan đi. Nó tiếp tục, nó nghiên cứu sinh học và nó thảy ra những loại vũ khí này. Thì làm sao chúng ta đỡ? Bây giờ cứ nói Cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc còn kiểm soát được. Bây giờ những cái kỹ thuật về sinh học này, nếu một ngày nào đó nó lọt vào tay của những tên khủng bố, những phần tử Hồi giáo cực đoan, thì quý vị, nó lây lan ở Trung Đông, nó lây lan ở Phi Châu, rồi nó lan qua cả Âu Châu lẫn nước Mỹ. Thì như thế nào? Nếu như những kỹ thuật về sinh học này, những nghiên cứu về virus này, nó bắt đầu, nó được nhân danh là sơ suất khoa học, nó được nhân danh là có những cái sai lầm, tại vì không có ai chịu trách nhiệm cả. Đó quý vị, do đó bây giờ còn 4 tháng mấy nữa chúng ta đi vào bầu cử. Thì quý vị thấy là manh nha, dịch cúm gà tự nhiên bây giờ sắp sửa lây lan qua con người. Thì chúng ta đã thấy được rõ ràng nó có ẩn ý về chính trị. Mặc dù nó chưa kích động nổi, nhưng mà ít nhất chúng ta thấy được nó đang trở thành một thứ vũ khí. Và thứ vũ khí này có thể giúp cho những kẻ mà có chủ ý đạt được lợi thế về chính trị. Tức là nó sẽ gây ra sự sợ hãi cho công chúng. Công chúng sẽ sống trong sợ hãi, và từ nay chúng ta phải sống trong sợ hãi. Bởi vì chúng ta không biết được ngày nào chính chúng ta là nạn nhân của những cái trận đại dịch này. Quý vị thấy một cái trận đại dịch của năm 2020. Chúng ta đã tiễn đưa bao nhiêu người thân của mình, bao nhiêu người quen của mình, chỉ vì cái đại dịch thôi. Thì quý vị tưởng tượng đi, những năm tháng sắp tới, khi mà nó trở thành một thứ vũ khí thật sự, khi nó trở thành một thứ vũ khí thật sự, và những kẻ bảo vệ cho cái nghiên cứu này, nó vẫn nói rằng ô, cái này là những cái nghiên cứu, chúng ta làm sao bảo đảm được. Nếu bây giờ, đó tôi nói quý vị, nếu trường hợp bây giờ đó, ngay cả chúng ta xác định được nó xuất phát từ phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán đó, thì làm gì nhau? Ai chịu trách nhiệm? Và trách nhiệm đó như thế nào? Và ai sẽ phải bồi thường sinh mạng cho hàng triệu người đã chết? Không có câu trả lời. Không có câu trả lời một cách rõ ràng cho chúng ta. Và chúng ta là những người dân bình thường vẫn phải đối diện với những cái thứ vũ khí này. Mỗi mùa tranh cử ở tại Mỹ hay là mỗi một cái cuộc xung đột sắp sửa xảy ra trên thế giới. Quý vị, vũ khí hóa học thì có thể dùng trong chiến trường được. Còn vũ khí sinh học là unknown, không ai biết được. Tại vì nó xuất phát từ ở khâu dân sự, chứ nó không phải xuất phát từ ở cái khâu quân sự. Ví dụ như vũ khí hóa học đi, giống như cách đây vài năm ở tại Syria đi, người ta cáo buộc là ông Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học cùng với binh sĩ của Nga, là bởi vì cái chất khói ở trong tất cả những cái vũ khí của họ mang tính chất gọi là có màu sắc của hóa học, thì chúng ta còn nói nó bên quân sự được. Còn cái sinh học này nó nằm trong lĩnh vực dân sự, làm sao đề phòng đây? Nhất là những quốc gia có chủ ý như Cộng sản Trung Quốc. Lực lượng quân đội nó kiểm soát tất cả những cái phòng nghiên cứu về sinh học. Làm sao chúng ta kiểm soát được đây? Rồi bên Mỹ này nữa quý vị, mỗi khi mà có đại dịch, nó lại thúc đẩy những cái chính sách có lợi cho cái đảng cầm quyền, hoặc là nó sử dụng đó là một cái thứ vũ khí tấn công đạo đảng cầm quyền. Nó cản trở rất nhiều những cái cuộc gọi là ngăn chặn để nó tạo cái lợi.
Ví dụ bây giờ tôi nói ví dụ đảng cầm quyền đúng năm đó bị xảy ra đại dịch và đảng đối lập nó muốn lật đổ đảng cầm quyền, thì đảng cầm quyền ban hành bất kỳ một cái chính sách nào đều bị đảng đối lập nó phản đối và nó vạch ra, nó đưa ra những cái lý do ABCD. Và ngược lại, khi mà nó là chủ ý của đảng cầm quyền thì nó lại áp đặt tất cả những cái chính sách để mà chống dịch, trong đó tước đoạt luôn quyền tự do của chúng ta. Thì làm thế nào? Quý vị, đây là một cái thứ vũ khí rất nguy hiểm, nó đang được con người lợi dụng. Một thứ vũ khí rất nguy hiểm, nó đang được con người lợi dụng, cái thứ vũ khí này. Và chúng ta lại không dự đoán được và cũng không biết được nó đến từ đâu, nó đi từ đâu. Và tác hại của nó khủng khiếp tới mức độ nào. Hàng triệu người chết vì con coronavirus, rồi sẽ có bao nhiêu triệu người sẽ bị chết vì những cái đại dịch kế tiếp. Quý vị, và những cái tay chuyên môn gọi là tinh hoa của Hoa Kỳ về ngành kỹ thuật đó, từ Amazon, Jeff Bezos cho tới Tim Cook của Apple, cho tới Bill Gates của Microsoft, những kẻ này đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực sinh học. Họ đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực của sinh học. Chúng ta cũng không biết được họ làm cái gì. Đây chính là một trong những cái thứ vũ khí rất nguy hiểm, quý vị. Họ nhìn ra được một cái thứ vũ khí mà không cần phải chịu trách nhiệm, có thể gây tác hại lớn và giúp cho họ đạt được mục tiêu. Một thứ vũ khí tôi gọi là vô hình. Mà thứ vũ khí này, quý vị, nó còn nguy hiểm gấp 1.000 lần so với lại những trái bom nguyên tử hay những trái bom hạt nhân. Bom nguyên tử hạt nhân nó chỉ gây tác hại ở cái khu vực nó thả xuống thôi, trong cái chu vi khu vực đó thôi. Còn đại dịch nó lây lan từ nước này qua nước khác trên toàn cầu, thì quý vị, chúng ta làm sao đối phó đây? Và nó sẽ là một cái thứ vũ khí trong thời gian sắp tới, khi mà những kẻ muốn duy trì quyền lực hay những kẻ muốn giành quyền lực, họ sử dụng cái sinh học này, họ sử dụng những cái đại dịch, họ sử dụng những cái chính sách về môi trường trở thành một thứ vũ khí, thì chúng ta hết đỡ. Đây là điều nguy hiểm mà tôi đang nói với quý vị, là chúng ta đang đối diện với một thế giới rất nguy hiểm, và đó là lý do tại sao người ta vẫn nói là thế giới đi tới diệt vong. Rõ ràng chúng ta đang đi trên một cái lộ trình diệt vong đó, quý vị. Bởi vì các cái ý định về kiểm soát con người, các cái ý định về kiểm soát quyền lực, nó đang nằm trong đầu, trong cái hệ thống tư tưởng chính trị. Và đó chính là điều nguy hiểm. Nó còn nguy hiểm hơn cái chủ nghĩa phát xít của Hitler. Và quý vị, cuối cùng, những kẻ nắm tất cả những cái vận mạng này là những kẻ kiểm soát trên toàn cầu. Và đây chính là cái mà tôi nói quý vị, hôm rồi đã Liên Hiệp Quốc đòi tăng quyền cho Tổ chức Y tế Thế giới. Nó là một cái hình thức để tăng quyền lực đó, quý vị. Nó nhân danh sức khỏe công cộng tăng quyền cho Tổ chức Y tế Thế giới. Thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đang gia tăng cái sức kiểm soát con người thông qua cái Tổ chức Y tế Thế giới này. Và Tổ chức Y tế Thế giới chỉ là một cái hình nộm bên ngoài thôi. Kiểm soát bên trong vẫn là những kẻ có chủ ý. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật ký phần 2 của tôi ngày hôm nay liên quan tới cái đại dịch nó đang manh nha đe dọa tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Có thể, và nó đang trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm cho những kẻ có chủ ý mà muốn nắm quyền lực, duy trì quyền lực hay là tạo quyền lực trên toàn cầu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!